Hello hello, chào tất cả mọi người, chào lại mọi người trong video mới của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên gửi đến tất cả các em mới thi đại học. Không biết lúc mà chị up cái clip này thì các em đã có kết quả kỳ thi chưa? Thế nhưng mà kết quả dù có như thế nào, có được như ý mình mong muốn hay không, thì cũng hãy động viên bản thân là các bạn đã làm hết sức mình rồi. Và bây giờ thay vì câu chuyện là đừng dằn vặt bản thân nếu mà nó không được như ý mình muốn, mà hãy đặt ra câu chuyện mới, đấy là làm thế nào để mà mình có thể phát triển bản thân, phát triển kỹ năng nhiều hơn cho tương lai 4 năm đại học sắp tới của mình. Cũng mùa hè cũng sắp kết thúc rồi, các bạn sinh viên có vẻ đã sắp quay trở lại trường học rồi phải. Thì mình muốn làm một cái clip tổng hợp những cái cuốn sách mà mình thật sự recommend cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Thì trong những danh sách này có vài cuốn sách mình đã giới thiệu rồi, thì mình sẽ nói ngắn thôi nhá, nên là anyway không để tốn thêm thời gian của mọi người nữa, chúng mình hãy cùng bắt đầu luôn ha. Ok, thì cuốn sách đầu tiên là một trong những cuốn sách mà nó không phải là cuốn sách xuất sắc, nhưng mà nó kiểu rung chuyển mọi nhận thức của mình và suy nghĩ của mình về vấn đề tài chính cá nhân và về vấn đề tiền bạc ấy. Và thật sự là mình rất ước là mình đã đọc cái cuốn này sớm hơn. Thì đấy chính là cuốn Lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, Quit Like a Millionaire của Kristen Shane và Bruce Lemp. Thì thực ra cái cuốn sách này được viết bởi trên trải nghiệm cá nhân thật sự của cái chị tác giả Christy. Thực ra chị này thì bắt nguồn từ một cái gia đình rất là nghèo ở Trung Quốc, nhưng mà sau đấy thì bố chị ý được đi học bổng, đi học ở Canada ấy. Và đấy là cái câu chuyện mà chị ý đã gọi là cố gắng nỗ lực để mà có thể đó nghỉ hưu ở tuổi 30 mà vẫn có trong tay một tài khoản lên đến hàng triệu đô la như thế nào. Thì cái cuốn sách này nó sẽ có hai nội dung chính. Đầu tiên đấy chính là làm thế nào để chúng mình tiết kiệm tiền, nên tiết kiệm tiền như thế nào, và làm thứ hai là làm thế nào để tiền đẻ ra tiền, tức là làm thế nào để mà mình học cách đầu tư đúng đắn ấy. Thì thực ra cái bước thứ hai mình cũng chưa thử bao giờ nên là mình cũng không thể nào mà nói sâu được, nhưng mà mình thấy cái quan trọng nhất là cái bước đầu ấy, đấy chính là nó định hình một cái mindset, một cái nhận thức của mọi người về vấn đề tiêu tiền và cái mối quan hệ của mọi người với tiền mà mọi người kiếm ra được như thế nào ấy. Mình nghĩ là với các bạn sinh viên đúng không, mọi người bắt đầu kiếm ra được những đồng tiền đầu tiên, thì cái cuốn sách này nó sẽ rất có ích cho mọi người để mà mọi người học cách budget cái chi tiêu của mọi người, làm thế nào để mình lập quỹ chi tiêu ra ấy, quản lý tài chính và tiết kiệm tiền của mọi người như thế nào. Mình rất là hiểu cái cảm giác bắt đầu kiếm ra tiền và được tiêu tiền mua những thứ mình thích, nó rất là đê mê và bao phê. Nhưng mà đừng rơi vào cái bẫy cứ kiếm được bao nhiêu tiền là sẽ tiêu hết vào kiểu shopping hay là mỹ phẩm các thứ nha mọi người. Thì thực ra là mình không muốn nói quá nhiều đâu, mình rất là thích cái cuốn này luôn ấy, mình đọc nó liền tù tì luôn và mình không chán. Tất cả những cái này đều được dựa trên kinh nghiệm có thật của chị ý, nhưng mà mình thấy quan trọng hơn ấy là cái mindset của chị ý về tiền bạc. Và làm thế nào để mà một người trẻ có cái mindset đúng đắn về tiền bạc ấy sẽ được chị ý dựa trên câu chuyện của mình chia sẻ qua cuốn sách này, mình thấy rất là gần gũi và rất là hay. Thế nên là yes, mọi người hãy nhớ qua cái cuốn này nha. Thật sự rất cảm ơn 1980 Books. Đây là một cái thương hiệu xuất bản khá là mới, nên các bạn ấy đã gửi tặng cuốn này và thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mọi người hãy đọc ngay đi nha. Ok, cái cuốn thứ hai cũng là một cái cuốn khá là mới mà mình đọc được và mình cũng rất là recommend cho mọi người. Thì đấy chính là cuốn Harvard 4 rưỡi sáng của Siêu Dung Quay, Bí kíp thành công của Harvard dành cho các bạn trẻ. Thì tại sao mình lại chọn quyển này để recommend cho các bạn sinh viên? Thì thực ra cái bài học mà cái chú tác giả này chú ý chia sẻ, nó đều là những cái không phải là quá mới đâu. Những bạn nào mà hơi lớn tuổi như mình thì có thể maybe là mọi người đã đọc rất là nhiều cho các cuốn sách self-help trước đây rồi. Nhưng mà cái điều mình thích ý, đấy chính là chia sẻ rất ngắn gọn và xúc tích. Thế nên là các bạn trẻ mà mọi người kiểu tập trung không cao và mọi người không hay đọc sách cũng có thể đọc được cái cuốn này. Cái cuốn này nó sẽ đúc kết cho mọi người rất là nhiều bài học hay ho. Cái điều mình thích ý, là cuốn này nó mang đậm tinh thần của một tác giả Trung Quốc mọi người ạ. Cái điều mà mình rất là thích của các tác giả Trung Quốc ý, là họ rất đề cao vào vấn đề nỗ lực và vấn đề cố gắng của bản thân. Nên là cái sự cạnh tranh, cái sự khốc liệt nó chắc là cao nhất trên thế giới. Thế nên là mình thấy cái mindset về vấn đề bản thân phải nỗ lực, bản thân phải tiếp tục cố gắng, nó đã ăn sâu vào trong tâm thức của rất là nhiều người trẻ của Trung Quốc. Các bạn hãy đọc cái cuốn này để mà mọi người thẩm thấu cái điều đấy. Những cái bài học chính ở trong này thì nó cũng chỉ xoay quanh là kiểu về vấn đề chăm chỉ này, rồi thì phải vấn đề cố gắng này, đề cao cái học hành, cái tri thức của bản thân. Thế nên là khi mà đọc sách này ấy, những cái lúc mà mọi người cảm thấy vô định ấy, mọi người cảm thấy kiểu rất là mệt mỏi trong cuộc sống ấy, thì hãy đọc cái cuốn này để như kiểu được tiếp thêm 500% động lực với mọi người. Tại vì trong xã hội càng ngày càng cạnh
tranh cao như thế này thì mọi người bắt buộc mọi người phải không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên ấy, để đạt được đến cái điểm, cái đích đến của mọi người. Thì có thể maybe thời gian nó sẽ lâu hơn, phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Thế nhưng mà bạn phải cố gắng. Nếu bạn cứ không bao giờ ngừng cố gắng thì một ngày nào đấy bạn sẽ được chạm được cái mục tiêu của mình. Thì cái cuốn này nó thể hiện rất là rõ cái điều đấy. Hơn nữa là viết cũng rất là hay, dựa trên một vài những cái bài giảng chính chú này chú đã trải nghiệm ở Harvard để chia sẻ với các bạn. Thế nên là mình cũng rất là recommend cho mọi người cuốn này. Ok, cuốn thứ 3 là một cuốn mà nếu mà mọi người follow Instagram Rachel Review thì đã thấy mình hố hết về cuốn này khá là nhiều. Mà thật sự ý, cuốn này là cuốn làm cho mình rất rất là bất ngờ. Và mình cảm thấy là tình yêu của mình dành cho cuốn này cũng là vì mình đọc cái cuốn này khá là đúng thời điểm. Thì đấy chính là cuốn Tôi Thích Bản Thân Nỗ Lực Hơn của Chu Sung. Thì cái cuốn này nội dung là cũng là những cái chia sẻ trải nghiệm cá nhân của chị Chu Sung. Chị này thì là một giáo viên biên chế ở một cái tỉnh ở quê ở Trung Quốc ấy, nhưng mà chị cảm thấy đấy không phải là một môi trường mà chị có thể phát triển lâu dài. Thế nên là chị đã quyết định nghỉ cái công việc biên chế đấy, mặc dù là bố mẹ chị là hết sức là ngăn cản, để một mình đi lên Thượng Hải để có thể kiếm tiền bằng cái đam mê viết lách của mình. Và cuối cùng thì bây giờ sau khi xuất bản một vài cuốn sách thì chị đã đạt được cái đam mê đấy, đã có thể kiếm sống bằng viết lách. Cái cuốn này nó là đúc kết tất cả những cái kinh nghiệm, những cái suy nghĩ, những cái trải nghiệm về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần ấy, trong cái hành trình theo đuổi đam mê của chị ý chia sẻ lại. Và không chỉ là về đam mê, về công việc đâu, mà còn là cái góc nhìn của chị xung quanh rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vấn đề tư tưởng của phụ huynh trong cái việc nuôi dạy con cái này, rồi thì vấn đề liên quan đến tình yêu nam nữ nữa, rất là nhiều cái. Và trời ơi, thật sự mình rất 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 thích cái cuốn này mọi người ạ. Cái điều mà mình thích ý, đấy cũng chính là chị Chu Sung đấy, chị không hồng hóa cái vấn đề kiểu theo đuổi đam mê ý. Khi mà mọi người theo đuổi đam mê là mọi người cũng đang từ bỏ một vài thứ nhất định, và mọi người phải trade off ấy, mọi người phải đánh đổi, và cũng sẽ có những cái khó khăn ấy, chứ không phải chỉ cứ theo đuổi đam mê là mọi người sẽ thành công ấy. Nhưng mà at least là mọi người được làm cái mà mọi người thật sự có đam mê, thế nên là cái nỗ lực của mọi người nó sẽ được đền đáp xứng đáng vào một ngày nào đấy, nếu mà mọi người thật sự là tâm huyết và kiên trì với nó. Thế nên là mình rất là thích luôn ý, theo cái kiểu chủ đề là đấy, bạn chính là chủ nhân, bạn chính là người quyết định số phận của bạn ý. Nhưng mà đúng viết theo một cách, thật sự là câu chữ nào chị viết mình thấy cũng rất là có tâm ấy, có cái sự kiểu kính nghiệp, tôn trọng nghề nghiệp của chị ý đặt ở trong cái cuốn sách này. Nên là mình highly recommend cái cuốn này cho các bạn luôn, đặc biệt là các bạn trẻ. Ok, thì trên đấy là ba cái cuốn sách khá là mới. Còn bắt đầu từ bây giờ trở đi thì mình đã đúc kết lại một vài cuốn sách mà mình đã giới thiệu trong các clip trước đây của mình rồi, có cả những clip rất là cũ nữa. Thì để mà mọi người có một cái nhìn tổng thể hơn ý, thế nên là với những cuốn bắt đầu từ đây thì mình sẽ nói khá là ngắn gọn nhá. Thì cái cuốn sách đầu tiên mình muốn nói dành cho các bạn bắt đầu kiểu nhập môn vào thế giới đọc sách ý, thì đấy chính là cuốn Sapiens: A Brief History of Humankind. Đây không chỉ là một cuốn mà các bạn sinh viên trẻ đâu, mà mình nghĩ là tất cả mọi người đều nên đọc cái cuốn này. Cuốn này thì hiện giờ cũng đã có bản tiếng Việt rồi, và mọi người phải đọc thì mọi người mới hiểu được tại sao mà kiểu tất cả mọi người đều khen và đều hâm mộ cái cuốn này như thế. Tại vì cái cuốn này nó làm được cái vai trò của cuốn sách đúng nghĩa luôn ấy. Tức là nó sẽ cho mọi người rất là nhiều những cái thông tin, những cái hiểu biết hay ho và thú vị về cái đó, lược sử loài người. Nó không hề khô khan nha. Cái chú này giọng điệu rất là hài hước, nhiều đoạn còn kiểu chốc chốc khá là funny nữa. Đọc cả bản tiếng Anh hay tiếng Việt mình nghĩ là sẽ đều ok thôi. Thế nên là mọi người hãy bắt đầu mở mang đầu óc, mở mang tầm nhìn, sự hiểu biết của mình thông qua cái cuốn này nha. Cái cuốn tiếp theo mà mình cũng muốn chia sẻ thì cuốn này đặc biệt là sẽ dành cho các bé sinh viên năm nhất hơn. Thì đấy chính là cuốn Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ của bác Đặng Hoàng Giang. Mình nghĩ là các bạn sinh viên năm nhất ý, khi mà mọi người mới vào sẽ có hai xu hướng. Một là mọi người cảm thấy wow, đây một chân trời mới, mọi người đam mê, mọi người hết mình. Nhưng mà cũng sẽ có một vài bạn kiểu oh my god, đây không phải là những gì mà mọi người hình dung về cuộc sống đại học ấy. Mọi người cảm thấy vô định, mọi người cảm thấy lạc lối. Thì đỗ đại học đã là một cái cột mốc trong cuộc đời rồi, và mọi người thậm chí là chưa từng bao giờ nghĩ đến việc là ok, đỗ đại học xong thì what next. Thế nên là khi mà mọi người đã thực sự bước chân vào đại học thì mọi người cũng sẽ không biết đặt mục tiêu gì cho bản thân ý. Thì cái cuốn này nó sẽ miêu tả chính xác cảm xúc của cái nhóm thứ hai, tức là cái nhóm lạc lối, không biết là tôi ở ngôi trường này để làm gì, tôi làm gì ở đây, những giờ giảng này là để làm gì. Thì cái cuốn này ấy, đọc mọi người thứ nhất là sẽ tìm được cái sự thấu hiểu. Tại vì cái cuốn Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ này là dựa vào chia sẻ của bác ý với những cái cô cậu học sinh, thường là các em sinh viên năm nhất ở chính những cái trường đại học, để biết là à, hóa ra những cái cảm xúc của mình không phải là chỉ mình cảm thấy như thế, mà rất là nhiều bạn cũng cảm thấy như thế. Thì cái lý do của nó là gì?
thì đọc cái cuốn này nó sẽ mang tính là kiểu chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm nhiều hơn ý. Đó, cũng một vài những cái kiến thức tâm lý khá là hay ho mà các bạn trẻ cũng nên biết dựa trên cái kiến thức của chính cái bác tác giả. Thế mình cũng rất là recommend cái cuốn này. Ok, bộ đôi tiếp theo thì bộ đôi mình nhớ là mình đã khen cuốn này rất là nhiều rồi, nhưng hôm trước livestream, mọi người đã xem livestream đầu tiên của mình chưa? Ở trên kênh của em Cà Rớt và Thỏ, mình sẽ để link ở phía dưới, mọi người hãy xem để ủng hộ mình. Thì nếu mà mọi người thích mình sẽ livestream nhiều hơn trong tương lai. Anyway, mình nghĩ là mình đã khen cuốn này đủ nhiều rồi nha. Vẫn có bạn hỏi mình suy nghĩ về cuốn này nên là mình vẫn sẽ chia sẻ lại. Thì đây chính là bộ đôi Dám Bị Ghét và Dám Hạnh Phúc của tác giả Kishimi Chiro và Koga Fumitake. Nên là thực ra cái cuốn này mình mới đọc một nửa thôi nên là mình sẽ tập trung nói về cuốn này. Mình nghĩ là cuốn này nó sẽ có tầm ảnh hưởng nhiều hơn. Thì cái cuốn này ý, đúng như tên của nó, nội dung chính của nó là sẽ giúp cho các bạn đọc nhận thức được là cái lợi ích của việc là mình sống chính với bản thân mình ấy, không phải lấy lòng mà không phải giả tạo như thế nào. Tại vì nếu mà các bạn cứ sống theo những gì mà xã hội gắn lên các bạn ấy, thì đó, cái hình ảnh ứng dụng mình rất là thích trong cuốn sách này như hòn đá nó lăn từ trên dốc xuống ấy, bào mòn dần cho đến khi nó không còn là chính bản thân nó nữa. Và cuộc sống mà mình không được sống chính là bản thân mình thì mình thấy đây là một cuộc sống rất là khổ sở. Thế nên là cuốn này nó sẽ cho mọi người dần dần gọi là vỡ lẽ ra những cái điều đấy dưới cái cách lý giải đúng là mang tính triết học thật nhưng mà rất là dễ hiểu, và đặc biệt là phù hợp với các bạn trẻ, những người mà rất là dễ bị áp lực để kiểu thay đổi bản thân ấy. Tất nhiên là mình sẽ thay đổi để mình tốt hơn, thế nhưng không có nghĩa là mình mất đi những cái giá trị gọi là core value ấy, cái giá trị cốt lõi của bản thân mình ấy. Không phải là mình cố tình trở thành một con người khác để được xã hội công nhận hay là để được ai đó yêu quý và yêu thích ấy, thì đấy không phải là cái điều mà mình nên hướng đến trong cuộc sống. Chỉ khi các bạn sống chính là bản thân mình thì các bạn mới có được hạnh phúc đích thực, thì đấy chính là cái mục tiêu trong cái cuốn này. Ok, cuốn sách tiếp theo là một cuốn mà dù mình đã đọc rất nhiều sách non-fiction trong thời gian gần đây rồi, nhưng mà để mà nói một trong những cuốn mà tạo nên cái sự ảnh hưởng lớn nhất lên mình ấy, thì đấy chính là cuốn Lean In Because the World Needs You to Change It của cô Sheryl Sandberg. Thì thực ra cái phiên bản này mình cầm ấy là phiên bản mà dành cho graduates, là các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường cơ. Cô này thì là COO ở Facebook, và dựa vào cái trải nghiệm, cái hành trình cô ấy, cô ấy cũng sẽ viết đúng như tựa đề của nó là dấn thân ấy, gọi là khuyến khích các bạn nữ nên dấn thân, nên gọi là thử thách, cố gắng bản thân mình, gọi là kiểu push yourself out there ấy, tức là phải đưa bản thân mình ra thế giới trải nghiệm nhiều hơn ý. Thì mình thấy đấy là một cái thông điệp rất là hay và rất là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Thì thực ra những cái cuốn này nó sẽ nghiêng về mặt là công việc nhiều hơn một tí, nhưng mà mình nghĩ là các bạn sinh viên thì đọc cũng rất là ok. Thực ra bài học thì có rất nhiều, nhưng mà cái điều mà làm cho mình wow nhất ý là ngay từ cái chương đầu cô ấy viết, đấy là về cái quan niệm của truyền thống một người phụ nữ với cả từ ambition, là từ tham vọng ấy. Thì mình nghĩ là rất nhiều bạn như mình rất nhiều lần nghe cô chú bác nói về cái vấn đề là kiểu thành công của một người phụ nữ thì sẽ được định nghĩa bởi chồng này, con cái của họ này, rồi thì kiếm một công việc đơn giản thôi, lương cũng không cần cao đâu, nhưng mà đấy, để còn về chăm con, còn phải dành thời gian cho chồng, cho con cái. Thế nên từ bé mình luôn nghĩ là đấy là vai trò của một người phụ nữ ấy. Nhưng mà đọc cái cuốn sách này thì mình thấy không phải thế ấy. Không phải số phận nào của một người phụ nữ cũng sẽ là đến một tuổi nhất định sẽ phải lấy chồng, sẽ phải sinh con, hy sinh cả tuổi xuân và gia đình cho gia đình và con cái. Thì mình thấy đấy không phải là một cái cuộc sống dành cho tất cả mọi người phụ nữ. Mỗi một người phụ nữ sẽ có ước mơ riêng, và một người phụ nữ mà họ có tham vọng theo cái nghĩa tốt nhất thôi thì cũng không có gì là sai trái cả. Thì cái cuốn này nó đã khích lệ cho mình để gọi là mở mang về cái tầm nhìn của mình hơn ý. Thế nên là mình rất là thích. Thì mọi người có thể nghe qua cái cuốn này nha, đặc biệt là các bạn nữ. Ok, cuốn sách cuối cùng thì là một cuốn sách tiếng Anh. Thì đấy là một cuốn memoir rất là nổi tiếng mà mình cũng đã review khá là chi tiết rồi. Thì đấy chính là cuốn Educated của Tara Westover. Cuốn này thì đã có bản tiếng Việt tên là Được Học. Nó kể về một cái hành trình, một cái câu chuyện hồi ký của chính cái cô Tara Westover này luôn. Được sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình khá là đặc biệt. Cô này, bố mẹ cô này thì kiểu không tin vào hệ thống giáo dục
public education ấy, không tin vào chính phủ mà chỉ tin vào kiểu Chúa Trời và tin là thế giới sắp đến ngày tận thế. Thế là không cho cô này đi học. Thì đây là cái hành trình cô ấy đã phấn đấu để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đấy để đi học như thế nào. Thì cuốn này nó không phải là một cuốn sẽ vứt ngay cho mọi người bài học là ABCDZ đâu, mà nó là một cuốn hồi ký đúng nghĩa. Tức là thông qua cái câu chuyện này mọi người phải tự đọc và mọi người phải tự cảm nhận cái thông điệp mà cô ấy muốn truyền tải, chứ không phải cô ấy sẽ đấy như kiểu những cái cuốn trước đấy mà mình review ấy. Phải như kiểu cái cuốn này đấy là bài học 1, ví dụ việc nhỏ cũng phải đầu tư thời gian và công sức, bài học 2, nó không phải kiểu như thế, mà nó chỉ là những lời kể, những sharing thôi. Nhưng thông qua những sharing đấy, cái sự cảm nhận của các bạn, cái level thấu cảm của các bạn, nó sẽ quyết định là bạn học được gì từ cái cuốn sách này. Rất là dành cho những bạn đã ít đọc sách thì có thể đây sẽ là một cuốn khá là khó đọc, tại vì phần đầu cô ấy viết khá là khó hiểu và nó khá là chán ấy. Nhưng mà nó thú vị ở chỗ duy nhất là gia đình cô này một gia đình rất là đặc biệt và kỳ dị. Thế nhưng mà về sau này, cái hành trình mà cô ấy bắt đầu được bước ra thế giới bên ngoài, được đi học ở những cái trường đại học nổi tiếng đấy, thì cái bài học, cái nhìn nhận, trải nghiệm cô ấy về thế giới là gì, thì mình thấy là một cái rất đáng để học hỏi. Ở trong này có một cái đoạn rất là thích, đấy chính là khi mà cô ý bắt đầu được đặt chân đến Cambridge và cô ấy được một kiểu giáo sư, một tiến sĩ, kiểu một người thầy dẫn đi tham quan xung quanh trường ấy. Thì cô ấy có nói là "This is a magical place, everything shines here", là đây là một nơi thật là kỳ diệu, tất cả mọi thứ đều tỏa sáng ở chỗ này. Thì người thầy của cô ấy có nói là "You must stop yourself from thinking like that. You are not fool's gold, shining only under a particular light. Whomever you become, whatever you make yourself into, that is who you always were. It was always in you, not in Cambridge, in you." Chỉ là một cái lời đối thoại thông thường nhưng mà cái hàm ý của nó thì rất là sâu sắc. Là không phải là việc các bạn học ở Cambridge hay là học ở Harvard thì nó sẽ define, nó sẽ xác định cái self-worth, cái self-value, cái giá trị bản thân của mọi người ấy. Mà cái giá trị của bản thân, cái ánh sáng đấy là nó tự nằm trong bạn ấy, chứ nó không phải là dựa vào những cái bạn sở hữu hay là dựa vào cái nơi bên ngoài mà bạn đang theo học ấy. Tất cả mọi thứ, cái giá trị đấy nó nằm ở chính bên trong bạn ấy. Thì đấy, cái bài học cho cái cuốn sách này nó sẽ chỉ thông qua những cái câu nói, nghe nó rất là kiểu random ngẫu nhiên thế thôi, nhưng mà mình thấy ẩn chứa bên trong lại rất là nhiều những cái hàm ý và rất là nhiều những cái chiêm nghiệm về cuộc sống và về cuộc đời. Thế nên là đây cũng là một cuốn mà mình rất là recommend cho mọi người. Nhưng mà cuốn này cũng không phải là quá dễ đọc đâu nha mọi người. Mọi người cũng nên có một cái khối lượng từ vựng nhất định và đã đọc một vài cuốn sách tiếng Anh rồi thì mọi người đọc cuốn này nó sẽ dễ hơn. Thì ok, so far đấy là tất cả những cái cuốn sách mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đặc biệt là dành cho các bạn sinh viên hoặc là các bạn sắp trở thành sinh viên trong năm nay. Đều có điểm chung là đều có một cái giá trị gì đấy khuyến khích mọi người phát triển bản thân hơn, rất là dễ đọc, rất là dễ thẩm. Cái bài học đấy nếu mà các bạn thẩm thấu được nó khi còn trẻ thì nó sẽ giúp mọi người rất là nhiều trong cái cuộc sống sau này. Thì đó, đấy là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong clip ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Đừng quên like, comment và subscribe, và mình hẹn lại mọi người trong các video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.